Thư xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho đêm nay ngày mai 24 tháng 9 năm 2024. Quý vị thân mến, trong 24 giờ qua, thời tiết của tỉnh Lâm Đồng chủ yếu là nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào nhiều nơi và có nơi có dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Và trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa tây nam có cường độ yếu đến trung bình, trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng như sau. Khu vực phía bắc bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Tại đây, sáng mai trời nhiều mây, đêm phổ biến không mưa, buổi chiều có mưa kèm dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 16 đến 25 độ, độ ẩm 85-90%. Khu vực phía đông của tỉnh bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Nhiệt độ tại khu vực này được dự báo dao động trong khoảng từ 20 đến 29 độ, độ ẩm 85-90%. Tại đây, chiều tối mai trời mưa rào kèm dông, ban ngày nắng gián đoạn, không có mưa đêm. Khu vực phía nam của tỉnh bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Khu vực này được dự báo ngày nắng, khả năng cao có mưa to về chiều, kèm theo đó là dông. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 đến 28 độ, độ ẩm 80-85%. Khu vực phía tây nam của tỉnh bao gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Đêm nay có cảnh báo mưa dông, sáng mai trời nắng gián đoạn, gió cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 31 độ, độ ẩm 80-85%. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến Bảo Lộc, sản phẩm nổi tiếng gắn liền với tên gọi của vùng đất này đó là trà. Trà Plao, nhãn hiệu chứng nhận đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ. Hiện nay, thành phố Bảo Lộc đã phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu chứng nhận trà Plao tại thị trường nước ngoài để có thể khẳng định và nâng cao hơn nữa thương hiệu này. Cụ thể hơn về thông tin này, mời quý vị cùng đón theo dõi trong chương trình 365 ngày chuyển động được phát sóng ngay sau đây. Khép lại chương trình là dự báo thời tiết cho những tháng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bản nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.